Xin chào các bạn, hôm nay mình vừa mới mua thêm ba con cá chuột ha. Đây là con cá chuột mà dạng kiểu panda, nó dạng kiểu đốm đen, nó giống như là con gấu trúc panda đó. Nhật thì đây thì nó phân biệt ba con này ha. Thì ba con này mình mua giá tầm khoảng đây, cái chữ panda này, cái chữ panda này này là 658 yên ha, tầm khoảng 140.000 Việt Nam đồng ba con này. Những con cá chuột này thì nó là những cái con cá thủy sinh mà nó dạng nó làm vệ sinh cái hồ cá của mình nè, nó ăn những cái rác thải hay là những cái thức ăn thừa hay là những cái phân của những cái con cá khác nó thải ra ha, và nó là những cái công nhân chăm chỉ làm việc 24 trên 24 trong cái hồ cá của mình ha, mà thỉnh thoảng mình cũng thấy nó nghỉ ngơi nữa, nó cũng giải lao, nó cũng kêu ke lắm, nó cũng nằm mỗi lần mà nó kêu ke nằm y một chỗ dưới đáy hồ đó. À, bây giờ mình sẽ khui ra ha. Ba con này thì ba con panda này, cá chuột panda này thì nó loại nhỏ, giá này loại nhỏ thì tiệm nó bán tầm giá như này ha, tầm khoảng là 100, cho 150 đi thì một con 50.000. Những con cá chuột như này hay là những con cá lông kính á thì nó là những cái công nhân vệ sinh trong cái hồ thủy sinh rất cần thiết, hầu như là hồ những cái hồ thủy sinh không thể thiếu những con cá như này ha. Nó rất là hiền, nó không ăn những con cá khác và nó cũng không có tranh giành lãnh thổ, và nó chỉ làm dọn những cái vệ sinh thức ăn thừa thải hay là rong rêu thì nó vẫn ăn được đó. Giờ mình sẽ thả nó vô trong đây. Thả ra xe. Ủa. Và rồi nó đã về một cái ngôi nhà mới. Và mũi nó đang bỡ ngỡ như cái ngôi nhà mới của nó, nằm yên bất động. Ba con luôn, một con thì ở trên trên này, còn hai con nằm dưới đất đây. Chắc là ở trong cái kia nhỏ quá, thở hơi mệt. Bơi đi, bơi đi, bơi chạy nhảy đi chứ. Nằm yên một chỗ vậy. Nằm yên một chỗ bất động vậy. Đó, nó có cái đốm ngay cái mắt luôn, nó giống như là con panda luôn ha. Gấu giống như là gấu panda đó. Cái đốm đen nó nằm ngay mắt nó luôn. Con nào cũng vậy luôn sao? Làm bạn với tôm này kìa. Chưa có làm gì sao mà ngồi nằm im mà thở phì phào vậy. Đây nữa. Nó cái mắt của nó có đốm đen y chang con panda, nhưng mà nó không có tròn. Nó không có loại tròn như là con panda đó. Ba con y chang nhau. Đó. Mắt đen, mắt nó có đốm. Mình gọi nó là panda, mai mốt nó to to mập mập như là mấy cái con này. Cá chuột ở trong cái hồ của mình to gấp đôi
đôi gấp 3 so với ba con này. Nuôi mình cũng nuôi tầm khoảng mấy tháng rồi, tầm khoảng mấy tháng đó, nó cũng to rồi. Rồi nó nằm yên chỗ rồi, mẹ đã không bơi đâu rồi, nghỉ ngơi rồi. Đấy, bơi đấy, giờ bắt đầu mới bị chịu đi rồi đấy. Giờ bắt đầu chịu đi kiếm thức ăn đấy. Nhìn thì nó hình dạng của nó giống như con cá cọp á. Cá cọp nó cũng có sọc như này, nhưng mà loại này thì nó loại con cá chuột nữa. Loại này nó làm vệ sinh hồ rất là tốt trong cái hồ hồ cá thủy sinh của mình. Đang kiếm thức ăn nè, nó đi cày dưới đất. À đây con tôm, đây là mình có con tôm đây, màu vàng đang ở trên đỉnh của đỉnh chóp, trên đỉnh chóp của cái ta gỗ. Con tôm màu vàng dạo này nó cũng to đó, cái tôm đực hơn con tôm cái nữa. Mình có hai con màu vàng. Nó làm cái gì mà nó cứ suốt ngày nó cái chân của nó ăn suốt ngày làm sao, nó ăn 24/24 như sao, nó không ngừng nghỉ. Đang kiếm thức ăn đó. Con đây sao nằm yên rồi, nằm đơ vậy, đang muốn ngủ vậy mà. Bơi đâu đi đại nhé. Bơi đâu đi cưng. Cưng nằm yên về tội nghiệp vậy. Đấy. Hai đồng đội đây đang rủ nhau đi kiếm thức ăn đó. Đó, lại theo đàn với nhau rồi đó. Cá này chắc nó có mấy cái ri ở đằng trước đó, nhìn nó giống như con chuột. Nó đang kiếm, nó đang ăn những cái rác thải dưới hồ thủy sinh của mình đó. Một trong những cái công nhân vệ sinh rất tốt, rất tích cực trong cái hồ cá của mình, để cho cái hồ cá của mình một ngày xanh tươi. Cố gắng làm việc tốt đi, mỗi ngày sẽ thưởng cho những cái thức ăn ngon.
mấy con này nó cái sọc đen của nó là hai cái mắt của nó và cái sát đuôi và ở cái vây ở trên đó, màu đen thôi. Nhìn hai hai bé cưng không? Nhìn hai bé làm việc như chăm chỉ lắm á. Vừa giới thiệu cho các bạn ba cái con panda cá chuột kiểu panda rất là dễ thương. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái video và những con cá cảnh hay cái cảnh tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.